vì sức hấp dẫn với những điểm đến thú vị và phong phú, là một trong những điểm đến được ưa chuộng của biết bao tín đồ đam mê du lịch. Thiên nhiên đã ban tặng cho Úc những danh lam thắng cảnh hùng vĩ và cảnh quan thiên nhiên mỹ miều, xen lẫn những công trình kiến trúc vĩ đại. Và để khám phá trọn vẹn mảnh đất này, hãy cùng Eurotravel mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời tại xứ sở kangaroo này nhé! Nhà hát con sò Opera House là niềm tự hào và là biểu tượng nổi tiếng của nước Úc. Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng là một công trình kiến trúc độc đáo nhất thế giới với hình dáng như một con sò hay một cánh buồm đang đò gió ra khơi. Sở thú hoang dã Sydney là một trong những mô hình vườn thú hoang được xây dựng tại Sydney, tái tạo đời sống tự nhiên cho các hệ động vật tiêu biểu của nước Úc như chuột túi, gấu koala, đại điểu emu, wombat. Blue Mountain nằm trong khu Great Blue Mountains Area, được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2000. Đây là một trong những điểm du lịch thu hút nhất của đất nước Australia. Nhà thờ Thánh Patrick, một trong 10 nhà thờ đá đẹp nhất trên thế giới, nằm tại trung tâm thành phố Melbourne, được xây dựng vào năm 1858, nhưng mãi đến năm 1939, thánh đường lớn nhất xứ sở Kangaroo này mới hoàn tất. Vườn hoa Botanic, nơi sưu tầm nhiều loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên thế giới và được trồng trong khu vực nhà kiến của công viên Fitzroy. Cô Mai Tour, tour đào vàng. Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác như thật khi ngược dòng thời gian gần 200 năm về trước để khám phá thị trấn Ballarat, chinh phục các hầm đào vàng nằm sâu dưới lòng đất bằng xe kéo. Đồng hành cùng Eurotravel, quý khách sẽ được thưởng thức bữa tối buffet cao cấp trên tháp Sydney, ngắm trọn cảnh Sydney lung linh về đêm với những món hải sản cao cấp. Đồng thời, tour trực thăng khám phá toàn cảnh thành phố Sydney cũng là một trải nghiệm tuyệt vời không nên bỏ lỡ. Tin chắc quý khách sẽ có những ngày du lịch thật thú vị. Eurotravel là đối tác đáng tin cậy để bạn có một chuyến du lịch Úc đầy trải nghiệm và đáng nhớ.